Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bút Mực. Với chuyên mục kiến thức xây dựng hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về một cái sàn quy bắc với cái xu thế khẩu độ lớn không dầm. Mời các bạn cùng theo dõi. Hôm nay Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về một cái công trình có tổng cái diện tích mặt sàn là 600 m2 các bạn, với cái khẩu độ vượt nhịp không dầm là 10 m. Các bạn xem là toàn bộ được thiết kế với cái sàn bóng. Với cái sàn bóng này thì được thiết kế là cái bóng BS13 các bạn, đường kính là 300 mm, cao 130 mm. Với cái đường kính bóng thế này thì nếu mà theo quả thì các bạn nó thể tích của một cái quả này nó khoảng là 8 lít, trọng lượng khoảng 320 g các bạn. Cái quả bóng này thì nó được vào khoảng độ 15.000 cho một quả. Tính theo mét vuông sàn thì nó khoảng 115.000 cho một mét vuông, tức là tương đương với khoảng 5,5 quả trên một mét vuông sàn. Với cái thép định vị của cái này thì nó được tính khoảng độ 18.000 các bạn, 18.000 cho một cái mét vuông, tương đương với lại 2.400 cho một quả bóng. Các bạn thấy là với cái rọ định vị tiêu chuẩn BF13 và 16 tức là với cái chiều cao là 13 cm và 16 cm thì cái rọ định vị này nó rơi vào khoảng 35.000 cho một mét vuông các bạn ạ. Về thiết kế kết cấu phần sàn thì nó rơi vào khoảng độ 10.000 cho một mét vuông sàn, và thiết kế kết cấu cho công trình thì nó rơi vào khoảng 20-30.000 cho công trình, một công trình mét vuông cho một công trình. Nên các bạn theo với cái sàn như thế này thì chúng ta có thể thấy là để một cái mét vuông cái sàn như thế này chúng ta sẽ, và cái tiền bóng của chúng ta sẽ mất thêm là 115.000, và cái tiền định vị của chúng ta mất 18.000 nữa. Đây là bóng 13 các bạn, và cái rọ định vị là 35.000, công thiết kế kết cấu là 10.000. Chúng ta thấy là nó rơi vào khoảng độ 125, 155, khoảng 180.000 cho một mét vuông sàn nữa. Các bạn thấy là với một cái mét vuông sàn như này, với cái ưu điểm là cái nó tối đa hóa được cái không gian sử dụng các bạn, không gian sử dụng, vì trong cái nhà của bạn nó có thể vượt những cái nhịp 10 m, hơn 10 m, là chúng ta không cần dầm, mà toàn bộ cái trần của chúng ta nó phẳng, nó không có những cái dầm chạy ngang chạy dọc, chúng ta trông nó rất là dễ chịu, việc thi công thao tác nó cũng giảm đi rất là nhiều, nhanh hơn. Chúng ta có thể đầu tư thêm về một cái sàn bóng, nó mất thêm một tí tiền thôi, nhưng về công chát chít, công ván be, cốt pha các thứ nọ kia thì cộng thêm vào thì cái sàn quy bóc này của chúng ta nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Tuy nhiên cái cốt thép của chúng ta nó có thể lên thêm một tí, nhưng mà về cái công xây dựng nó sẽ giảm đi rất là lớn các bạn. Đây là toàn bộ cái mái nhà của một cái công trình với cái tổng diện tích là 600 m2 các bạn, khẩu độ nhịp là 10 m, chúng ta thấy là không dầm. Sau khi đổ vào thì nó toàn bộ nó là phẳng. Bên trên thì các bạn có thể xây tầng ngăn ở bất cứ vị trí nào đều có thể được. Các bạn nhìn chúng ta thấy là với cái điều kiện so với trước đây thì những cái công trình của chúng ta nó có rất nhiều cột, so với một cái công trình như thế này 600 m2 thì chúng ta phải rất nhiều cột trong nhà, đi nó sẽ vướng víu rất là nhiều. Nhưng với công nghệ này ngày nay thì cho chúng ta những cái cột nó khoảng độ 10 m, chúng ta mới phải bố trí một cột các bạn. Với cái khẩu độ rất là rộng như vậy, và với cái một cái không gian nó cho chúng ta một cái không gian rất là thoáng, việc thi công cũng như là việc bố trí sử dụng sau này chúng ta rất là dễ. Với một cái công nghệ mới này tạo những cái bê tông rỗng rất là lớn các bạn. Với cái trần mà chúng ta với cái bóng BS16, tức là với cái đường kính là 300 mm và với cái chiều cao là 16 mm các bạn, thì trung bình cho một mét vuông sàn nó khoảng 5,5 quả cho một mét vuông, tính vào nó rơi vào khoảng độ 125.000 tiền tiền bóng cho một mét vuông sàn các bạn. Đây chúng ta thấy là nó rất là rộng,
không gian rất là rộng và chúng ta không phải bố trí dầm. Với cái sàn này nó rất thích hợp cho những cái nhà nó nằm tại vị trí ngã tư, ngã ba, những cái chỗ mà nó có cái khẩu độ rộng và chúng ta làm những cái cửa hàng, cửa hiệu, những cái nhà mang tính thương mại thì chúng ta rất là tiện và cái không gian sử dụng của chúng ta nó được tối đa hóa và cái quá trình thi công nó cũng nhanh hơn rất là nhiều, nó giảm đi cái chi phí rất là lớn trong cái quá trình xây chát cũng như hoàn thiện. Bạn thấy nó rất là ưu điểm cho những công trình hiện nay. Nếu như các bạn có nhu cầu về những cái công trình này, về tư vấn lắp đặt, khảo sát và lên kết cấu, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Với những cái ưu điểm ngày nay thì nó cho các bạn những cái khẩu độ, các bạn trông nó rất là rộng, rất là đẹp. Rồi bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những công trình với chất lượng tốt, tiến độ thi công nhanh. Xin chào và hẹn gặp lại.